Hiệp ý với các gia đình xin lễ chiều nay, xin tạ ơn cầu bình an, xin tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, xin công việc thuận lợi, xin ơn hoán cải, xin ơn đền tội, xin ơn chữa lành, xin ơn chất lành. Cầu cho Gioan Bautista Nguyễn Đồng Tâm Phúc mới qua đời ở giáo khu Andre, lễ dỗ linh hồn Anna, Giuse dỗ 1 năm, Giuse đội dỗ 2 năm. Các linh hồn Philippe, Ferro, Anna, Maria, Tito, Ine, Giuse, Anton, Matteo, Joachim, Andre, Gioan Bautista, Teresa, Domenico, các linh hồn nhà an nghỉ, các linh hồn thai nhi, các linh hồn mồ côi và các tổ tiên ông bà cha mẹ và các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô phục sinh ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn thiếu nhi chúng con thân mến, chúng ta đang sống trong tuần Bát Nhật phục sinh, niềm vui Chúa đã sống lại thật như bài ca nhập lễ. Và chiều hôm nay có cha sở và có cha đến dâng thánh lễ với chúng con, để rồi cái niềm vui phục sinh luôn ở trong chúng con mãi mãi, để chúng con được ơn lành của Chúa, nhất là ơn Chúa phục sinh, giúp chúng con hằng ngày biết sống ngoan hiền, hiếu thảo, để đẹp lòng Chúa và cố gắng siêng năng học hành, nhất là học giáo lý, để biết Chúa nhiều hơn và yêu mến Chúa nhiều hơn. Với tâm tình vui mừng trong tuần Bát Nhật phục sinh này, chúng ta thành tâm ăn năn sám hối để xứng đáng cử hành thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chim Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhận đời chúng con.
chúng con cầu khẩn. Chúa ngự về nữ Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa. Xin ban cho tất cả những ai đã tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy được đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Xin con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Khi ấy, vì anh què vừa được chữa lành cứ níu lấy ông Phêrô và Gioan, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại hành lang gọi là hành lang Salomon. Thấy vậy, ông Phêrô lên tiếng nói với dân: "Thưa đồng bào Israel, sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm? Như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi. Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh tôi chung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô. Dù quan ấy xét là phải tha, anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này, chúng tôi xin làm chứng. Chính nhờ lòng tin vào danh người mà danh người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Chính lòng tin người ban đã cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là Đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy, thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến khi người sai Đấng Kitô người đã dành cho anh em là Đức Giêsu. Đức Giêsu còn phải được giữ lại trên trời cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của người mà loan báo từ ngàn xưa. Thật vậy, ông Môsê đã nói: "Từ giữa đồng bào của anh em, Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ cho trỗi dậy một ngôn sứ như tôi để giúp anh em." Tất cả những vị ấy nói với anh em hãy nghe, kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy thì sẽ bị diệt trừ khỏi dân. Sau đó, mọi ngôn sứ, kể từ ông Samuel đến các vị kế tiếp, khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang sống. Phần anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em khi người phán với ông Abraham: "Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc."
Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình. Đó là lời Chúa. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng hay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bây giờ hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng,
thì người hỏi: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói: có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa. Mời chúng con ngồi xuống. Cha hỏi phòng máy cái bài đó chiếu được không? Có tiếng luôn không? Rồi bây giờ cứ giữ im lặng để cha hỏi các em rồi chiếu sau nha. Chúng con biết hôm nay ngày Tây là ngày mười mấy? Ngày 13, nói lớn lên. Ngày 13. Thường ngày 13 thì chúng ta nhớ đến ai? Ai biết? Và người đó tên là gì? Nhìn lên nhớ đến ai? Dạ thưa cha, là Thiên Chúa. Nhớ Chúa, nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện. Nhớ gì nữa, nhớ ai nữa? Rồi. Dạ thưa cha, là Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria, nhưng mà ngày 13 thường là Đức Mẹ có tước hiệu riêng, không phải gọi là Maria mà Đức Mẹ gì? Đức Mẹ hiện ra đâu á? Nhớ cha, Fatima. Đúng rồi, vỗ tay tất cả các bạn, đúng rồi. Thường ngày 13 các giáo xứ có lễ vào buổi trưa 12 giờ để kính nhớ Đức Mẹ Fatima một cách đặc biệt ha. Này, Đức Mẹ thương đến nhân loại hiện ra rồi ngày 13 trong tháng. Chúng con có thuộc cái bài năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi không? Ai thuộc giơ tay? Vài người. Vậy là chúng con thua thiếu nhi Phi Châu rồi. Bây giờ chúng con nhìn lên màn hình, nghe và xem thiếu nhi Phi Châu hát tiếng Việt bài năm xưa trên cây sồi nè. Rồi chiếu đi. Đó, thấy không? Chúng con hát theo ha. Cho âm thanh lớn lên. Chúng con hát theo ha. Đó, người ta hát bằng tiếng Việt nhảy đấy nha. Này là câm. chả có nghe tiếng gì trên vậy. Bây giờ là con chỉnh đi. Nếu chỉnh không được á, là chúng ta hát đúng không? Chúng ta nhìn thiếu nhi Phi Châu hát tiếng Việt giỏi không? Tụi con có nói được tiếng Phi Châu không? Vậy là thua các bạn thiếu nhi Phi Châu rồi, thấy không? Đó, hát rõ chưa? Maria ơi, Việt xinh tươi. Rồi, bây giờ con trở lại từ đầu đi. Trở lại từ đầu ha. Cho các em mình nghe tiếng Việt nè. Rồi giờ chúng con hát chung nha. Người ta hát được tiếng Việt mà bài Đức Mẹ nữa nha. Năm xưa trên cây sồi,
làn Fatima xa xôi, có đường mẹ Chúa Trời hiện ra y linh sáng chói, mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng máu tam, hãy nâng lần hạt mần côi. Mẹ Maria, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ đây thơm ngôi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ lấy hương nhầm lời cho đức Việt sinh tươi, nước tin rồi. Con tắt đi con ơi, phòng máy tắt đi. Được rồi, tắt đi, nó không có chú ý gì nó kìa. Rồi tắt đi. Ê ca đoàn thấy không, thiếu nhi Phi Châu á hát bài Đức Mẹ bằng tiếng Việt, thấy không? Ê, vừa hát mà còn vừa vũ điệu đó, lát nữa cuối lễ chúng con hát được không? Rồi đó, dạ được ha. Ê, chúng con thấy là hôm nay ngày 13 mình nhớ đến Đức Mẹ Fatima ha. Ai nhớ Đức Mẹ hiện ra Fatima đã dạy dỗ chúng ta ba điều mà hồi nãy trong bài hát có nói đó. Ba điều đó là ba điều gì, ai biết giơ tay? Một người biết. Bạn này chưa trả lời. Dạy cha là ăn năn thống hối, lần chuỗi măng côi. Anh năn sám hối, lần chuỗi mình coi một điều nữa. Con nhớ đây. Dạ là tôn sùng trái tim mẹ, tôn sùng mẫu tâm, đúng rồi. Vỗ tay, đúng rồi. Đó, ba điều Đức Mẹ đã canh dành chúng ta đó. Ê, bây giờ cũng con nhìn lên cung thánh trước bàn thờ, cái chữ gì đó nói lớn lên, nghĩa là gì, ai biết bằng tiếng Việt nha? Một người biết, hai người biết. Ô, các em đeo khăn hồng biết. Hồi nãy chúng con hát bài vinh danh giống như là chim hót nha, giọng cao vút như thiên thần nha. Ai biết cái này, giơ tay ủng hộ đi. Rồi cho bạn này trả lời. Con giơ tay đầu tiên đúng không? Dạ thưa cha, là Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta. Con bị Covid rồi, con lẫn lộn rồi. Chúa ở cùng chúng ta là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Còn này là Alleluia, khác hẳn. Bạn nào biết? Cái đoàn, cái đoàn là hát Hallelujah nhiều lắm mà. Một bạn biết à. Cha hỏi không có nhỏ, lớn lên con có đi tu không? Dạ chắc có. Ừ, cha thấy con trả lời đúng không à. Giờ anh Lê nghĩa là gì? Dạ là chúc tụng Thiên Chúa. Chúc tụng Thiên Chúa, vỗ tay, hay quá. Đúng rồi, chứ không phải là Thiên Chúa cùng chúng ta nha con. Thấy không? Nên nhiều khi mình hát Hallelujah mà không biết nghĩa nó là gì. Mà trong suốt mùa phục sinh này làm nổi bật Hallelujah mà mùa chay mình đâu hát. Thấy không? Đó là điều cần. Rồi hôm nay Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Câu nói đầu tiên Chúa Giêsu nói với các môn đệ là câu nói gì, gồm 5 chữ? Em nào? Em nào không cầm cuốn tình ước? Có cầm hết rồi, không hỏi. Con ra đây. Con đầu bàn. Ừ. Cha thấy con không cầm cuốn tình ước là một.
với lại con với cha hình như là giống nhau. Con biết con với cha giống nhau chỗ nào không? Nói mập. 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 Cháu tôi nè. Cháu tôi nè mập. Cháu mập của tôi giống không? Rồi. Chúa nói cái câu gì với cái các môn đệ năm chữ? Bình an cho anh em. Vỗ tay, hay quá. Rồi. Xin cha sở đã có phần thưởng gì? Những em nói đúng rồi, cha sở thưởng nha. Thấy không? Mập vậy mà giống cha. Giống cha là giỏi kinh thánh nữa đấy không? Mập là giỏi đó. Cho nên chúng con thấy là cái quan trọng đó là Chúa không có, Chúa sống lại, Chúa nói thầy cho anh em nhiều tiền nè, thầy cho anh em nhà lầu nè, thầy cho anh em chức tước nè, không, thầy cho anh em bình an. Mình có bình an là mình có tất cả, thấy không? Quan trọng đó. Nên là chúng con nhớ là mình xin Chúa bình an của Chúa suốt cuộc đời của mình. Bây giờ con về con hỏi bố mẹ đi, bây giờ bố mẹ có tiền nhiều mà bố mẹ không có bình an của Chúa thì bố mẹ cũng đâu có hạnh phúc đâu. Phải có bình an của Chúa suốt ngày, suốt đời chúng ta thì mới có. Nên hôm nay cha vui mừng lần đầu tiên cha làm lễ thiếu nhi, chúng con rất là giỏi ha. Chúng con hỏi cái gì chúng con biết trả lời hết. Nên là cha sợ nhớ cái em đó nó đi tu đấy, nó lên làm master là giỏi quá. Thì chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ. Chúng con ngồi thinh lặng một chút xíu. Bây giờ gấp lại sắc tân ước hết. Giờ hết lời Chúa rồi. Sắp sửa qua bàn tiệc thánh thể rồi. Cuốn tân ước bây giờ bỏ vào cặp ha. Không cần xài nữa. Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tạ ơn này, cầu cho anh chị em đã được tái sinh, cuối xin Chúa với lòng chấp nhận và không ngừng che chở hội thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tên sân Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô được hiến tế làm chia vượt qua của chúng con, là chính đáng phải nào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con,
và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan Chúa Cha trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện ông mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nô vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cơn trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông huần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, hai Đức Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tất cả các linh hồn chúng con cầu nguyện trong thánh lễ này. Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giao nguyện rằng:
xin cho đây. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoán thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, cho hằng sông và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây diên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ngự trong lòng con cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con không xứng đáng. Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa, hiền hậu và khiêm nhường, chăm chỉ và bác ái, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng Chúa đang ngự trong con, và con có bổn phận đem Chúa đến mọi nơi, ở nhà và ở trường, trong khu sớm và ngoài đường phố, để tất cả những người bạn của con nhận biết Chúa và sống yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu, con quyết tâm sống theo lời Chúa dạy để đáp lại tình Chúa yêu con. Có Chúa, con không sợ hy sinh. Có Chúa, con đủ sức tránh xa tội lỗi và sống trung thành với Chúa suốt đời con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa biết bao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng nhằm cứu chuộc chúng con. Xin nhầm lời chúng con cầu khẩn để nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại và cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, cho anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia. Xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong con gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lên. Lạy rước thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thánh cực tình rước thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Xin các anh chị cho các em về lớp, và hôm nay chúng ta đọc kinh tại lớp. Cảm ơn các anh chị.